Vừa qua, tại triển lãm Việt Build diễn ra từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 4 năm 2021 tại nhà thi đấu thể dục thể thao Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại xuất nhập khẩu công nghệ cao Hoàng Gia đã chính thức ra mắt máy tạo nước từ không khí Aquaboy. Tham dự hội chợ, công ty đã giới thiệu tới người tiêu dùng giải pháp công nghệ mới và độc đáo khi tạo ra nguồn nước tinh khiết bằng công nghệ ngừng tụ nước từ không khí và xử lý nước độc quyền 7 bước tới từ Mỹ. Sản phẩm có thể tạo ra 15 đến 20 lít nước mỗi ngày tùy theo điều kiện môi trường mà không cần phải cấp nước cho máy hoặc lắp đặt các đường ống dẫn nước phức tạp. Aquaboy là một sản phẩm công nghệ cao mới xuất hiện trên thị trường thế giới và tại Việt Nam. Chúng tôi rất hân hạnh là đơn vị duy nhất phân phối sản phẩm này tại thị trường Việt Nam. Để tạo ra một lít nước chỉ mất 500 đồng tiền Việt Nam và có một ưu điểm là chỉ cần cắm điện là sẽ ra nước, không cần kết nối với nguồn nước. Và nguồn nước được tạo ra là một nguồn nước siêu sạch, rất tốt cho sức khỏe người dùng. Hiện công ty Hoàng Gia là đơn vị duy nhất hợp tác với công ty Aquarius Brands, có trụ sở tại Florida, Hoa Kỳ, phân phối độc quyền các dòng sản phẩm máy tạo nước từ không khí mang thương hiệu Aquaboy tại thị trường Việt Nam, giúp bảo vệ sức khỏe toàn diện cho các gia đình bởi sự tiện lợi, chỉ cần cắm điện là có nước tinh khiết.